Sáu điều giúp tìm thấy được bình yên trong tâm hồn. Kính thưa quý vị, giữa thế giới hỗn loạn này, có thể tìm thấy được sự bình yên cho tâm hồn thực sự là một điều quý giá. Bằng một nội tâm bình yên, chúng ta có thể vững vàng đối mặt với những vòng xoáy trong cuộc sống và có thể tiến bước về phía tương lai không chắc chắn một cách kiên định. Sẽ dễ dàng để đối phó với những yếu tố gây căng thẳng bên ngoài khi bạn có sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Điều này có nghĩa là trở nên đồng điệu hơn với con người bạn, hiểu rõ điều gì là đúng và sai đối với bạn và có thể đi theo dòng chảy của riêng mình. Elderman sẽ giúp bạn trên con đường tìm tới sự tự do ấy với 6 bí quyết như sau. 1. Xác định thứ làm phiền tới sự bình yên trong tâm hồn bạn. Điều này nghe có vẻ như quá rõ ràng và chẳng có ích gì, phải không? Yếu tố quan trọng là bạn cần phải phân tích sâu vào chi tiết. Hãy liên tiếp đặt ra những câu hỏi để xác định được vấn đề chính xác và giải thích tại sao nó làm phiền bạn trước khi tìm cách khắc phục. Lấy một ví dụ, giả sử như bạn đang có vấn đề với gia đình và nó khiến cho bạn thường xuyên căng thẳng, buồn bã, thậm chí là đau đớn. Hãy đặt câu hỏi tại sao? Tại sao những tương tác với gia đình khiến bạn căng thẳng, buồn bã và đau đớn? Gia đình đối xử tệ với bạn? Có phải gia đình đã trải qua một mất mát to lớn khiến cho họ cư xử khác đi? Có chấn thương tâm lý nào chưa được giải quyết? Giữa các thành viên có sự khúc mắc gì với nhau? Bản thân bạn có làm sai điều gì không? Viết nhật ký là một cách tuyệt vời để bạn nhìn lại tất cả những cảm xúc của mình và đưa nó vào một dạng dễ hiểu. Có thể ban đầu, đầu óc của bạn sẽ rất là xáo trộn và phức tạp. Nhưng sau một thời gian, bạn có thể tìm ra những điểm giống nhau trong những trang nhật ký. Đó chính là vấn đề làm tâm hồn của bạn bị vướng mắc. 2. Sửa những gì có thể sửa được. Có một số thứ chúng ta có thể kiểm soát và một số thứ thì không. Đối với việc giải quyết những vấn đề làm ảnh hưởng tới sự bình yên trong tâm hồn, bạn cần có khả năng tách biệt những gì bạn có thể kiểm soát với những gì bạn không thể. Thứ không thể kiểm soát là những trải nghiệm cuộc sống sẽ tới thăm bạn. Bạn cũng không thể kiểm soát hay là cố gắng thay đổi hành động, cảm xúc của người khác. Bạn có thể thử, nhưng nó thường chỉ kết thúc trong sự thất vọng và bực bội của những người đó và cả bạn nữa. Không ai muốn bị kiểm soát. Thay vào đó, hãy thử sửa đổi góc nhìn của bạn, tập trung phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc xung quanh sự việc đang khiến cho bạn đau khổ hay phiền lòng. Ví dụ, sau khi chia tay người yêu, thay vì oán giận người cũ, tự trách bản thân và chìm trong kỷ niệm quá khứ, bạn có thể nghĩ và sống cho mình trong hiện tại nhiều hơn. Tự làm cho bản thân hạnh phúc và trông chờ những điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai. Khi thay đổi cách nhìn nhận vấn đề và kiểm soát tốt cảm xúc, bạn sẽ làm cho tác động của những mối phiền toái nhỏ hơn, làm sự xáo trộn bên trong tâm hồn bạn ít đi. Đương nhiên là quá trình này không dễ dàng chút nào, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh về tâm lý. Họ có thể phóng đại cảm xúc cũng như cách giải thích phi lý về thế giới. Trong trường hợp này, sự giúp đỡ từ các chuyên gia sức khỏe tâm thần là cần thiết. 3. Chọn cách hành động đúng đắn. Cuộc sống là một chuỗi dài những lựa chọn. Có vô số con đường để bạn chọn bước vào. Và việc bước đi trên những con đường dễ dàng, thật hấp dẫn khi bạn đang cố gắng điều hướng cuộc sống. Nhưng con đường dễ dàng chưa chắc là con đường phù hợp để đi. Nó có thể dẫn lối bạn tới sự giả dối hay tránh né hiện tại. Thật không may, điều này có thể gây ra nỗi đau khổ trong tương lai khi bạn phải dọn sạch những mảnh vỡ sai lầm mà chính bạn đã gây ra. Nói đơn giản, hãy sống thành thật và đúng với lương tâm của bạn. Lừa dối hay hành động sai trái vì cái lợi trước mắt đòi hỏi bạn cần phải tiếp tục chạy theo bao che chúng. Lời nói dối sẽ sinh ra lời nói dối. Hành động sai một lần sẽ khiến cho bạn hành động sai mãi.
điều cực kỳ mệt mỏi cho cả tinh thần và cảm xúc. Bạn có thể phải phơi bày bản thân khi cố gắng hành động chính đáng, nhưng chắc chắn rằng bạn không phải lo lắng về hậu quả trong tương lai. Nhưng có một ngoại lệ, đừng quá thành thật khi cảm thấy rằng sự an toàn của bạn đang bị đe dọa. 4. Hạn chế và sàng lọc khi tiếp nhận thông tin. Bạn muốn trở thành một công dân có hiểu biết về thế giới. Tốt thôi, nhưng vấn đề là tin tức và thông tin đang tấn công chúng ta quá nhiều. 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, những dòng tin tức khủng khiếp và đáng sợ từ khắp thế giới đổ về, làm ảnh hưởng tới sự bình yên trong tâm hồn của bạn. Không phải lúc nào tin tức cũng đều là những câu chuyện tích cực và tốt đẹp. Có rất nhiều luồng thông tin đau lòng, tin rác và tiêu cực, và hầu hết là bạn không cần biết tới chúng. Chúng nằm ngoài phạm vi bạn có thể kiểm soát. Dĩ nhiên, bạn có thể cảm thấy tồi tệ cho những người đang đau khổ ở một nơi nào đó. Nhưng điều đó để làm gì? Nó chỉ cướp đi sự an tâm của bạn mà thôi. Có thể bạn muốn dành sự thông cảm cho những nỗi bất hạnh đó, nhưng bạn phải có một chút ích kỷ với năng lượng tinh thần và cảm xúc của mình. Những điều tiêu cực thường dính chặt vào tâm trí con người, phá vỡ sự bình an trong tâm hồn của bạn. Đừng để bị kiệt sức vì sự xấu xí của thế giới. 5. Giảm thời gian sử dụng hoặc bỏ mạng xã hội. Những phương tiện truyền thông xã hội tạo ra một cuộc thi mà không ai giành được phần thưởng nào có ý nghĩa. Chúng ta cứ liên tục so sánh cuộc sống của mình với người khác, để rồi tự chuốc về cảm giác ghen tị, tự ti và thất bại. Hãy nhớ rằng, tất cả mọi người đều có thể mỉm cười trước ống kính máy ảnh và đăng lên mạng xã hội những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, bất kể cuộc sống cá nhân của họ có tệ hại như thế nào. Nếu không tự kiểm soát tốt những ứng dụng và trang web kết nối xã hội này, khiến bạn lãng phí rất nhiều thời gian. Bạn có thể phát triển, cải thiện bản thân và làm nhiều việc ý nghĩa khác, thay vì bị cuốn vào vòng lặp vô tận của phương tiện truyền thông xã hội. Hãy hạn chế tối đa nhất có thể. Nếu bỏ được, bạn hoàn toàn không bị thiệt hại gì cả. 6. Bình yên trong tâm hồn đến từ sự tha thứ cho bản thân. Điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm để mang lại sự bình yên trong tâm hồn là tha thứ cho chính mình, vì là một con người. Con người, một sinh vật lộn xộn, cảm tính và đôi khi phi logic. Bạn có thể thức trắng đêm trong cảm giác hối hận, tội lỗi vì một quyết định sai lầm. Nếu lúc đó tôi cố gắng hơn, nếu tôi biết trước điều đó, nếu tôi làm thêm điều đó nữa thôi, vân vân. Trong đầu bạn chất đầy những lời tự trách, nhưng thực tế có thể là bạn đã không thể cố gắng hơn được nữa. Có thể bạn đã không thể làm thêm được điều gì nữa. Có lẽ bạn đã nỗ lực hết sức, nhưng mọi thứ vẫn tồi tệ, và cũng có thể bạn đã trùng bước không đúng lúc. Tất cả những gì bạn có thể làm là làm tốt nhất có thể. Nếu không thể làm tốt nhất có thể, hãy hỏi tại sao và tha thứ cho bản thân. Vì bạn đơn giản cũng chỉ là con người, không thể lúc nào cũng đúng và hoàn hảo được. Không ai có thể làm điều đó. Thất bại mà bạn trải nghiệm sẽ là kinh nghiệm để phát triển. Hiểu được điều đó, tha thứ cho sai lầm của bản thân là bước tiến lớn để tìm thấy hòa bình trong tâm hồn của bạn.